Đã có hàng. Hello mọi người, Itamanet chào mọi người nha. Và bây giờ là đây mấy thành viên đồng hành cùng Manet này. Đấy, và hôm nay thì Manet đi từ buôn rồi cả nhà. Chuẩn bị hành quân luôn nè, nghỉ đã. Đấy, hôm nay thì Manet vào từ nhà sang đây mọi người là hiện tại là không biết không tính nổi cái số nha cả nhà. Là đi từ sáng sớm luôn. Giờ là buổi chiều rồi. Giờ là 3 giờ. Mấy anh em đã vào sau ở đây và đồ đây. À, và có Manet có mang thêm áo ấm để sưởi ấm tinh thần. Thì lát nữa thì mấy anh em sẽ đi kiếm ao mọi người. Kiếm ao để nằm phục con heo, con thú rừng và để xem anh em Manet bắt được không. Anh em Manet sẽ tách làm hai đội mọi người. Một đội đi hướng khác, một đội đi hướng khác để xem có con chim, con gà, con gì lọt vào tầm ngắm của anh em mình không. Thì mọi người cùng theo chân Manet đi khám phá nha. Và không biết là sẽ được quay cho mọi người con heo, con thú rừng không. Và Manet mang đồ vũ khí và đây là vũ khí gần nhất tiếp cận của Manet, gọi là đệ tử ruột. Có dao này là chúng ta có thể là nhiều cách để chúng ta sinh tồn nha cả nhà. Thì hiện tại bây giờ thì Manet chỉ có mang đồ như vậy và Manet cũng mang võng luôn để dễ leo trên cây, để mình kiếm thế nào cũng có thể là buộc võng ở được mọi người, và có thể là chờ con mồi sang thì mọi người cùng Manet sẽ được khai thác được cái miếng mồi nào không trong cái chuyến đi sinh tồn này. Thì bây giờ mọi người hãy theo chân Manet đi hành trình, đi gọi là đi bắt heo Manet thả nha. Đây mọi người, thì Manet đi từ buôn thì Manet không được quay cả nhà, cho cả nhà. Bây giờ đã trong rừng rồi cả nhà. Bây giờ thì anh em cũng hết nước rồi cả nhà. Thì bây giờ thì đã tách với hai người kia rồi. Đó, hai anh em Manet sẽ đi đường riêng. Đó, Manet sẽ đi theo dọc suối này để kiếm nước mạch nha cả nhà. Để xem cái Manet video kia Manet có chia sẻ cho mọi người là cái cách kiếm nước mạch của mọi người. Thì bây giờ thì hiện tại bây giờ Manet cũng sẽ đi kiếm nước mạch nha. Kiếm nước mạch để có nước uống cả nhà. Tại mùa này là mùa khô. Đó. Chứ không có đồ ăn là nhịn được nha. Mà không có nước uống thì khó lắm nha cả nhà. Khó để thoát qua cái cơn khát nước nha. Bây giờ thì mọi người theo chân hai anh em này. Đầu tiên là đi kiếm nước trước đã. Có nước rồi chúng ta có thể làm trại và làm cách để sinh tồn nhé cả nhà. Làm cách và làm bẫy sinh tồn. Bây giờ thì hiện tại anh em mình sẽ đi kiếm nước trước. Đây mọi người, hai anh em mình đã đi tới đoạn này đây. Chào mọi người nha. Đó, bây giờ thì quá là nóng luôn rồi. Và hiện tại Manet đã thấy đoạn này là cây xanh này, cái suối này cây xanh này. Đó, thì bây giờ thì hai anh em sẽ theo suối này có nước không cả nhà. Đó, để xem có nước không nha. Bây giờ mọi người theo chân Manet đi nha. Manet đoán là cái này là cái suối này đó, xanh xanh thế này và sẽ có nước thế này. Đúng, có nước luôn các bạn ơi. Có nước rồi không? Sống rồi. Anh em mình kèo này là sống rồi. Ồ, đây, cái này. Cái này là nước mạch này mọi người. Ồ, mà nét đoán khớp hầu như là khớp 90% rồi cái này. Bây giờ thì anh em mình có mang 7 gà cái này. Thì xem đặt ở trên hay là đặt ở những đoạn này. Thì đây là một cái. Ừ. Ừ, đặt hai cái đi. Một cái bên này. Ừ, đoạn kia bên trên trên. Đó, được, cái này. Mà anh em cho mang cái bãi gà từ bên cái này. Và cái này là heo rất là nhiều rồi nhỉ.
Ủa, dấu chân hai này. To đùng luôn. Này, đây này. Dấu chân heo này. Rất là nhiều luôn, mới ủi. Đó, bây giờ thì anh em Manet sẽ thả 7 cái ạ thước. Xong rồi hai anh em sẽ lên trên cây phục heo nha cả nhà nha. Đó, phục bắt heo nha. Đây cả nhà mình, đây là 7 gà. Đó, cái gà của em này, mọi người. Đây nha mọi người, mình chuẩn bị đi thả bẫy đây. Đó. Mình sẽ thả bên kia nha. Mọi người, cái bẫy này thì anh em mình cũng mua nha cả nhà. Không phải tự làm. Đây, thành ra bây giờ thì anh em mình sẽ thả. Tối nay thì anh em mình sẽ leo cây nằm ngủ luôn cả nhà. Đó, nằm ngủ chờ heo nha cả nhà nha. Đó, nằm ngủ đón heo. Quả thú rừng thiên nhiên khác nữa. Nó đầm rồi. Đấy, cái đó là heo đầm cả nhà. Bây giờ thì chờ em nó thả bẫy xong thì sẽ leo cây ở mọi người. Nước thì tới đoạn kia luôn. Anh em Manet sẽ đi tới đoạn kia. Ở đây là giống thú đi nhiều này. Nát luôn rồi nè. Cái này không phải, không biết phân gì nữa. Đó. Thánh đường cái này. Nó đi thánh đường. Đi thánh đường luôn. Anh em mình sẽ kiếm thế để xem con heo đầm này. Ồ, mọi người. Cái trà này. Đó. Ở đây này. Nó quậy này. Cái trà người nó tắm bùn. Wow. Đầm mới thôi em nhỉ. Đầm mới không cả nhà. Cái mùn quậy đây. Nó mới rồi, nó tinh rồi. Còn mới tinh luôn. Nước này thì phải tát nữa mới uống được cơ. Còn hai cái bẫy cả nhà. Thả xong thì anh em mình sẽ leo trên cây ở luôn cả nhà. Chắc cái đám này là vừa đẹp này. Vừa đẹp hai anh em ở luôn. Cái thế này là nó ba cảnh với lại mát nữa. Đó, thế này thì hai anh em sẽ ở nha cả nhà. Đó, bây giờ thì cây này cũng dễ leo này, thì hai anh em sẽ leo ở. Bây giờ thì chờ cô em sẽ thả bẫy xong cả nhà, bẫy gà xong thì hai anh em sẽ leo trên đỉnh nha. Hello cả nhà nha. Mệt lắm cả nhà ơi. Wow. Bao phê luôn. Bây giờ thì thật là mát mẻ. Bây giờ thì anh em mình phải chặt bớt đoạn này mọi người. Nó rộng quá. Lát quay sẽ không thấy này. Bây giờ thì anh em phải chặt cho nó thoáng tí. Đây. Thì nhìn từ trên xuống dưới nó mới thấy được. Chặt hết mấy cái lên. Đấy, như thế này là nó đặt kè khuất rồi. Này. Bây giờ thì mấy anh em sẽ buộc vòng trước nha cả nhà. Hello mọi người, bây giờ thì Manet và em trai đã lên cây buộc vòng rồi mọi người. Đây, tư thế an toàn và cái mặt đã sáu sẵn rồi, còn sáu thêm nữa. Đây mọi người. Đó. À nha. Chú chả hot boy như kia.
Giờ hai anh em bây giờ thì hai anh em sẽ chờ đàn heo sang uống nước mọi người vào đầm và gà. Bây giờ thì mọi người hãy xem có con gà con gì sang uống nước không nha mọi người. Bây giờ thì coi như hôm nay thì Manet sẽ nhịn đói cả nhà, nhịn đói để được quay con heo con gì nó sang uống nước cho cả nhà mình xem và Manet được thấy và được cảm nhận và chia sẻ cho mọi người. Trong đêm nay thì ngày mai thì Manet sẽ đi kiếm đồ ăn. Hôm nay thì không biết sẽ gặp mấy đàn heo không, thì mọi người hãy xem hành trình mà anh em Manet ở trên cây và xem có quay được heo hay là cái gì cho cả nhà mình cũng được chiêm ngưỡng không nha. Giờ mọi người, anh em Manet đã xuống cây mọi người. Mình đã xuống cây cả nhà. Tại vì anh em tới trưa, từ trưa cả nhà. Chưa được ăn miếng nào luôn. Giờ thì 9 giờ. Thì không thấy đàn heo vô luôn mọi người. Từ nãy giờ thì anh em chỉ gặp đàn gà. Mà bẫy thì anh em thả sai kiểu cách cả nhà. Cho nên là không được gà. Bây giờ thì anh em sẽ xuống đi kiếm thỏ và gà và trồn để ăn nha cả nhà. Bây giờ thì sẽ chú cho. Bây giờ thì anh em sẽ xuống và đi săn tiếp cả nhà. Bây giờ chỉ có săn mới xoa dịu được cái cơn đói của hai anh em. Bây giờ thì mọi người theo chân hai anh em đi săn nha. Cái này là đây của em nó bới cả nhà.
rất là hoài trưởng nha mọi người nhé. Cây này là bùn đất, thành ra là bùn đất trước kia con heo con thú nó đầm uống các nhà. Bây giờ thì anh em Manet đã tạt xong vào đây này, đường này đường mạch này. Anh nghĩ đường này chắc có cá này với lại ếch này. Đó mọi người kìa. Đường đó hết rồi. Đường đó sao em không bới đất để nó nước nó xuống đây nhanh hơn. Chứ nước này mà không bới hay là không lọc hay là không nấu thì sẽ đau cổ và đau bao tử như cả nhà nha. Nhưng mà để sống sót sinh tồn hôm tối nay thì anh em sẽ gọi là cố gắng uống nước này là nước gọi là như là gọi là nước rác rưởi luôn á nhà em này. Mà đây mọi người này. Đây là cá lóc, cá lóc nước mạch này, nước vàng các nhà. Giờ anh em mình sẽ chờ đợi, trong lúc chờ đợi nước này này nó ra nhiều thì anh em mình sẽ đi đốt lửa cả nhà. Đó, mọi người theo chân anh em mình đi đốt lửa nha. Đây cả nhà, đây là vỏ cầm xe nha mọi người nha. Đó, ngày mai thì Manet sẽ lấy nấm và nấm này và quả của nó cả nhà. Thành ra là nó cho hoa rồi cho quả. Thì anh em sẽ nấu nước uống này. Hiện tại bây giờ thì tối thì anh em lấy cái vỏ nó trước này cả nhà. Đó, cái này là trị đau bụng này và rát cổ và lọc được cái nước bẩn vi khuất virus nha mọi người đây. Nước này. Đó. Thì anh em đã nấu rồi, bây giờ thì để như vậy thôi để nó tự tan chảy ra. Đó, bây giờ thì anh em đã nấu đồ chuẩn bị ăn để xong qua đêm nay. Đây cả nhà, đây là nước cái da cầm xe nha mọi người nha, gọi là cái vỏ thì Manet đã ngâm nấu rồi này. Thì bây giờ thì sẽ mời cả nhà uống nha. Cho tông lum cả nhà nó. Đấy. Lọc nước rất là tốt nha. Em uống không? Em uống thì uống trước đi. Em làm một hớp rồi. Này vừa lọc thận vừa giúp dạ dày. Vừa lọc cả nước luôn cả nhà. Mời cả nhà cũng ít xíu uống nước của rừng núi nha mọi người. Uống nước ít. À vị nó chát chát ngọt ngọt mọi người ạ. Rất tốt cho dạ dày. Và chát chát ngọt ngọt nó có cái vị bụi bùi thơm thơm cái gì kiểu gọi là đặc trưng riêng biệt của cây á. Tại vì cái này là cần thiết lắm thì Manet mới đẻo cái vỏ lấy mọi người, chứ không chỉ lấy quả nó với nấm thôi. Hello mọi người, bây giờ sáng sớm đây mà anh em đã thức dậy. Đêm này là đêm bắt đầu hành trình ngày thứ hai mọi người. Ngày thứ hai anh em mình vào đây để sinh tồn và đang tính bây giờ là mấy anh em sẽ đi lùa sóc cả nhà. Đó. Bây giờ thì chào mọi người buổi sáng nha. Anh em sẽ đi đuổi con sóc và chờ mấy anh em dậy. Đấy. Sáng sớm thì ở đây thì rất là ấm, tại vì mặc áo ấm mà. Đây mọi người, cây này là cây có thể làm thành cái dây nha cả nhà nha. Chứ cái này là Manet chia sẻ cho mọi người là lưu ý là cái lá nó thì như cái lá này là lá của nó này, khi mùa khô cả nhà. Đây là lá của nó khi mùa khô nha. Mùa mưa thì lá nó sẽ màu xanh, nói chung là nó có lông nha. Đấy. Và cái này thì chúng ta tận dụng làm dây và bẫy thú và tận dụng làm việc gì chúng ta cần. Đây bây giờ thì Manet sẽ cắt cho mọi người xem nha. Cái này thì chúng ta lựa cây nhỏ càng tốt nha. Hiện tại thì Manet không gặp được cây nhỏ, cho nên là Manet lấy cây này to xíu. Được. Nó khá là khó.
chúng ta không nên rạc với dao luôn nha. Rạc với dao thì nó sẽ không thành dây được. Tùy chúng ta theo muốn kích thước dài hay ngắn như thế nhỉ. Dài thì chúng ta chặt dài vô. Cây này là cây nó to rồi cho nên là mà nét nó kéo hơi bị khó. Tại vì buổi sáng rồi. Hả? Với lại nó chắc rồi. Nếu mà cây nhỏ hoặc là trưa trưa thì được. Còn lớp này thì không sử dụng được nha cả nhà nha. Lớp này là lớp bề ngoài của nó. Lớp này nó dễ đứt hơn. Và quậy phát là nó có thể đứt nha. Cái lớp này thì Manet sẽ không sử dụng nha. Đấy, lớp này thôi. Tùy theo cái cỡ chúng ta muốn xài. Manet thì xài tầm này là ok rồi. Muốn thả bầy gà thôi. Nó rất là cứng nha cả nhà. Cái dây nó là như thế này, thành lớp thế này. Mình cho cả nhà xem. Là mình sẽ xé ra từng lớp nha. Đây. Đó. Cái này cũng là thành một cái. Chúng ta muốn dày thì ta làm dày, còn muốn mỏng thì làm mỏng. Còn Manet tính là thả bẫy gà, bẫy chồn thôi. Thì không cần lấy dày đâu. Một sợi thế này. Chúng ta tách thành nhiều. Tùy anh em muốn xài kiểu gì. Đây. Đó, trước khi thả thì chúng ta phải đưa tay gọi là làm xoắn cho nó đâu. Tròn. Hai lần thế này cũng được nha. Đấy, bây giờ thì mọi người xem Manet sẽ kéo nó nha. Đây. Không đứt được nữa nha. Thế. À. Wow. Nó rất là cứng nha mọi người nha. Đó, cái như thế này thôi. Cái đây là độ phẳng làm thế này nha. Nếu mà chúng ta gấp thế này nữa, gọi là gấp tròn thế này, thì nó càng chất lượng hơn và cứng hơn nha. Và chắc hơn nha. Cái này chắc đứt tay Manet trước mới đứt được dây này. Cứng lắm. Ồ. Đấy. Chỉ cần là mọi người để ý cái như thế này. Ví dụ chúng ta không có cái dây để làm bẫy. Đó. Thì Manet tiện thể Manet thái luôn thì Manet lấy luôn. Và lát nữa Manet sẽ đi thả bầy gà tiếp cả nhà. Thả theo suối này. Thì bây giờ mấy anh em sẽ làm bẫy và đi lên quanh đây. Sẽ thả theo dọc suối này. Đó, thả bèo cũng phải được chục cái thì chắc chắn sẽ em gà không thoát được rồi. Đó, bây giờ thì anh em mình lại đi săn em sóc cái đá cả nhà rồi mới làm bẫy. Tại vì gà nó buổi trưa với lại buổi chiều nó đi uống nước. Sáng sớm thế này thì Manet đã quậy ở đây rồi thì sẽ không đi uống nước nữa cả nhà. Đó, cho nên là Manet sẽ làm cái dây này. Và bây giờ thì mọi người theo chân Manet lại đi làm bẫy nhá.
Đây mọi người, dây này nó còn tác dụng. Đây là hồi xưa các ông bà các cụ còn làm cái dây nó cả nhà nha. À, sản xuất gọi là không phải sản xuất mà là tạo làm cái dây. Hồi xưa ông bà cũng là lấy về làm dây thừng trâu ấy. Lấy về buộc trâu buộc bò. Đây này, sau khi quấn nhiều lớp với lại bôi sáp mật ong lên có thể làm dây nó. Cái này phần này thì không xài nữa cả nhà nha, tại vì lớp này nó không bền được này, mà lớp nó trắng trắng thế này mới bền nha. Đó, lớp trắng trắng thế này đấy. Còn lớp vàng này thì nó không bền bằng lớp trong nha. Đó, lớp này là bền nhất này. Lớp này rất là chắc chắn. Đấy, chú này cột tầm 2 sợi là một sợi thôi, không cần 2 sợi đâu. Một sợi là quéo liền. Rồi ngồi đó đi không được thì cả 2 sợi. Ôi mọi người, thì ta mà hết đuổi cái gì kìa mọi người. Đây mọi người, một mình Manet đã đuổi sóc vào bọng luôn mọi người. Hồi nãy thì Manet không kịp rút điện thoại mọi người để quay cho mọi người xem. Tại vì rút điện thoại ra thì lại sợ không đuổi kịp nó. Cho nên giờ thì Manet đã lùa nó vào bọng rồi. Bây giờ thì anh em sẽ lấy củi để đốt khói ra mọi người. Đốt xong khói cho nó ra. Ra thì anh em sẽ bắt cho mọi người xem nha. Manet sẽ bắt cho mọi người xem. Đủ, con sóc này khá là to luôn mọi người, bằng bắp tay rồi. Đó, cái này là hồi nãy là Manet đã đuổi một mình đấy cả mọi người. Và vào bọng này. Đó. Cảm giác em như thế nào khi sắp được ăn thịt rồi? Cảm giác của em rất là vui, chuẩn bị ăn thịt nhưng mà không biết bắt được hay không. Tại vì hôm qua là anh em cả ngày nhịn đói mọi người, không được miếng nào luôn. Đó, bây giờ thì em vừa lùa, Manet vừa lùa một con thỏ, một con chuột khá là to mọi người, bằng bắp tay luôn. Đó, bằng bắp tay luôn, không biết là sẽ bắt được không nha. Bây giờ phải phun khói cho nó ra thì anh em sẽ bắt cho cả nhà mình được xem nha. Lùa hồi nãy thì Manet cũng không gọi là không đem cái máy quay của em cầm, cho nên là hồi lấy tản tiến hả? Tới đây thôi này. Từ đây thì em lấy tay em chọc đi. Có vào được. Có vào được thì đốt đi. Đi ra hơi chặt. Ô, em nghĩ là chắc có đường bên này rồi. Tại vì anh tự tay đuổi lùa nó mà. Cái này cũng đâu có bọng đâu. Phải đốt luôn. Nhưng mà em này bộ lùa như vậy sao mà khói vào được? Giờ đốt như vậy sao nó ra? Từ nào nó ra nữa? Đốt như vậy đó, cho nó chín luôn. Đốt vậy chẳng khác gì thiêu nó luôn. Con sóc này khá là to cả nhà. Ngày dí cà gô không được. Có không, lát nữa anh em mình đoạn đó còn nước đúng không? Còn. Còn thì anh em mình xuống làm bẫy luôn. Làm bẫy đoạn đó, đoạn dưới kia làm bẫy luôn. Có xây lắp bọn. Thì thả luôn anh em mình xong thả đoạn đó, thả đoạn dưới nữa. Đoạn này là nó mát mát thế này á. Mọi người như Manet chia sẻ cho mọi người. Có nước mạch một hút đó, một hút ở kia. Là nước mạch nha, mùa này chứ không có nước suối đâu nha. Đó, suối to thì còn chưa chắc được còn nước nha. Còn suối nhỏ nhỏ này thì nó chỉ là nước mạch thôi, nó mới có nước. Đó, đốt vậy này mới đúng kỹ thuật này. Rồi thổi cái khói nó vào là được. Cẩn thận nha. Cẩn thận, có hàng nha anh em ơi. Được, phun khói. Đây, long lại. Đang chảy xuống. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị. Ta không phải gọi. Ở đường dưới đấy. Đây này. Wow! Ôi, được.
cứ trở lại vào hang này nữa cả nhà ơi. Lần này đốt không được thì có cách đào thôi. Cái hang đất nó khó vào khói lắm. Nó có, nếu mà có đường thông thì được. Đấy lóng tường ha, ắt hù thế này có nó. Thôi thôi, nó có đường thông không? Thông lỗ đít á. Thôi khói nó vô á. Đường nó thông lỗ đít á. Nghe quạt khói nó vô. Quạt thế nó càng ra nữa. Ông mặt trời đã thức dậy cả nhà ơi. Mà anh em của Manet chưa có cái gì lót dạ đây. Đang kiếm kế sinh nhai. Lát nữa thì Manet sẽ lấy cái đột cái lá dầu này nha, về xào ăn. Mọi người có tin là ăn được không, để Manet lát nữa sẽ ăn cho cả nhà mình xem nha. Đã thành công rồi cả nhà. Từ vào từ bọng cây bên kia sang lỗ bên này cho cả nhà mình xem từ lỗ đoạn đầu tiên đi, đào đi. Đây cả nhà. Sau hơn một tiếng đào cái ổ mối này, hên quá. Sau bao nhiêu năm đây cả nhà. Xem lỗ này, đào sâu cực kỳ luôn. Thế mà lỗ nó ở thì rất là cạn luôn cả nhà. Ở đây này. Mình nhìn đấy. Tướng hết hy vọng rồi chứ. Đây. Bây giờ thì bây giờ Manet đã bắt được. Mình sẽ từ từ nha cả nhà nha. Cái này không thể được thoát được. Không là anh em mình ngớ mồm luôn mọi người ạ. Hôm qua ăn chay rồi mọi người. Nay là ngày đầu tiên có protein. Củ nó bới đất luôn rồi. Bọn mình tính bỏ cuộc rồi. Ôi dồi, bổ. Nhưng mà Manet quá giỏi. Làm sao ta? Nó lại chơi cánh tay. Cấm quá này. Găng mặt ông đưa đây. Không biết đội làm cái chi nữa. Làm cái này, đâu biết làm. Đây này. Xếp mét. Đây, găng mặt. Đó, che chán thôi. Đầu thì không che, che chán. Vậy cái đẳng cấp chứ. Mình nhìn cái ổ mối này to quá, cũng thấy nán nán. Đã có hàng. Cái này là dây găng mặt. Wow, con này khá là to luôn mọi người, mập thù lù lên. Thầy. Con này con cái. Mập thù lù. Mập thù lù luôn, to. Này là sóc chuột nha mọi người. Là sóc chuột. Mì thịt nó rất thơm. Đây. Đó. Thì sáng sớm thì anh em đây là thành quả của anh em này. Đó, sáng sớm luôn. Và bây giờ cô em đang làm cái bẫy mọi người để thả gà. Thì bây giờ đây là thành quả của anh em của Manet này. Đó. Mới sáng sớm là được một con. Bây giờ thì anh em vừa thả bẫy vừa đi kiếm tiếp cả nhà. Thì lát nữa thì anh em sẽ hái rau kia mọi người, lá kia. Đây. Đây là lá lim sẹt nha mọi người. Lá này protein ngang thịt bò á. Bây giờ thì thành quả anh em Manet gọi là nguyên một buổi sáng. Mọi tay người... sướt hết luôn. Sướt hết da luôn. Đây. Để được một em sóc. Sóc đất khá là to nha cả nhà nha. Con này thì ấm rồi, bốn anh em ấm rồi cả nhà. Ấm rồi. Hôm nay không ăn chay rồi. Bây giờ thì mọi người lại theo Trần Nita Manet lại đi kiếm tiếp nha mọi người, đi săn tiếp nha. Đó. Ok. Đây lỗ mối đây, bọn mình đào bằng dao nha mọi người. Rất là cực. Bằng cây á cả nhà. Đây này, cây. Bằng cây với dao rất là cực luôn. Lại đi tiếp thôi cả nhà ơi. Và bây giờ thì anh em đang làm cái này. Để thả bầy gà nha. Dây hồi nãy bọn mình chóc vỏ cây để lấy. Cấp vô. Để thả bầy gà. Thế này thì
chạy đâu cho thoát. Đang cài cái đường của nó này. Tham lòng. Và đây là cái lưới, lưới này là lưới lùa gà. Cái này em phải lấy ra cứ không nó cứng á. Đây này, nó cứng nó không xuống đâu. Lấy ra đi. Và đây, đây là dây tự nhiên nha cả nhà nha. Đây này. Đó. Xem nha, thành quả dây tự nhiên nha cả nhà nha. Đây. Anh trai nó làm này. Rất là chi là bài bán nha cả nhà. Đây cả nhà, anh em thả bẫy xong và đang uống nước này. Hút bằng cái ống le này. Uống được không em? Ok anh. Tuyệt vời. Nước ngọt lắm. Mùa này kiếm đâu ra nữa. Mùa này nước hiếm hơn vàng cả nhà. Và bây giờ thì anh em đã thả quanh luôn cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiếc cả nhà. Bây giờ thì anh em đi thả đoạn nước mạch dưới nữa. Tại vì đoạn này là có hai, chắc là còn có nữa. Đó, bây giờ thì anh em sẽ lấp cái này đi. Để không có nước để nó uống, nó phải sang đoạn kia uống cơ. Đó, thì mới cơ hội là dính bẫy cả nhà nhé. Uống được không? Ai uống thì uống đi này. Không uống thì lấp này. Đó, bây giờ mọi người theo chân Manet lại đi thả tiếp nha. Đây mọi người, bây giờ thì anh em Manet đã đi tới đoạn này. Và lại gặp nước mạch mọi người. Mấy dấu heo đầm kìa. Và nước mạch này thì nó cũng khá là to mọi người. Thì bây giờ anh em mình sẽ lấy ra hết bùn lá này và tát bắt cá mọi người. Tại vì trưa rồi thì anh em chưa được thưởng thức miếng nào hết. Giờ thì anh em nhưng mà anh em mình tát bằng tay à? Lấy mũ múc. Lấy mũ múc. Này em quên mang mũ cối. Em cầm mũ cối em đó thì lại ngon nhỉ. Tại vì sao? Tát bằng dép được. Cứ bới lá hết đi em. Tát bằng... Nhưng mà chỉ thiếu là không có ớt. Không có vị hăng, nó không có vị hăng. Thế là anh em mình không có ớt nhỉ. Chỉ tiếc là không có ớt thôi. Đó, chắc nó vào hang đó đó. Không biết chi đâu. Hang đó sâu không? Tầm lụm quá. Đấy luôn. Đầy luôn. Đóng luôn này. Bố mày. Thấy chưa? Nhiều thì mại vô, mại vô. Ý bác ạ. Cá đến tay nó còn tuột. Cá lóc được không? Sao mà không được? Sao khụp nhỉ? Bé bé chân nó đi. Từ từ. Ếch to nhỉ? Quá to luôn. Ếch đá luôn. Thế là thơm lấy, thơm lấy. Ếch Campuchia. Ếch Campuchia. Ấy lời mơ. Thật luôn em. Thật này. Trời ơi, anh hai tay đúng là hai tay bắt hai em. Hai tay bắt hai em nha cả nhà. Đây một đống. Thế là tuột lại à? Một đống luôn này mọi người ơi, trong này chắc phải chục con không? Ừ. Bắt con nào to to rồi. Ờ em cứ bắt con to to thôi. Tí cá lóc này chặt vào đây lụt tên ạ. Chưa. Một hầm nó luôn trong này. Nhiều mà. Đó mà nó mưa đấy. Này mọi người, vây xanh này. Cái lóc đá này. Con này sóng trên cạn rất là ghê nha. Sóng được gần tuần đấy. Lá rồi. Cái gì năm đấy. Để anh bắt con này. Nè. Đâu, vô mình xem. Ôi vô. Đó, thế là anh em mình trưa nay có thành quả rồi. Trưa nay anh em có mùi nhậu rồi. Thế thế để anh xó. Ra đường này
Trong này chắc phải... Đây là fan của Manet. Sếp sếp Manet hả? Đây là sếp của anh hả? Yes. Wow, cá đây mọi người. Đó, chưa gì đã thu hoạch được cái này rồi nha cả nhà. Đó, còn cô em còn bắt thêm nữa nha cả nhà. Bắt nhiều nữa. Con cá đâu, cá đâu? Nó lỗ nhỏ quá. Tắt nước cho hết luôn đi. Như ai 18 luôn. Ủa con này to này. Chạm này. Ây da. To này khó kéo ra quá mọi người. Tôi đợi khi em mới quay được. Rồi. Hết hồn. Hết hồn con Nguyên. Cái hồn con Nguyên. Mà nó ở trong này mình đành phải bắt cá một tay mọi người ạ. Này chắc bắt cá hai tay không được rồi. Cái lóc này khỏe nhỉ, chạy nhanh. Cái lóc đá này sống dài lắm. Sống trên cạn có khi hơn tuần ấy. Tuần gì? Cả năm luôn nhỉ. Cả năm ấy. Hết mùa, hết mùa. Hết mùa khô. Tắt nước hết luôn đi. Ê, chụp đúng rồi. Tỏ ra mình có tác dụng đi. Đằng sau tự nhiên lòi ra một con. Đóng này. Nó ra kiểu lá. Cái đuôi nó thì đây mày thì màu khác. Kiểu chưa? Nó cũng đa dạng phết nhỉ. Cũng mấy màu luôn. Đây xanh bay đỏ. Ừ. Xanh đỏ tím vàng nâu. Ừ, đi đi hả? Thử chọc chọc cái lỗ kia. Con ếch nó không ở một con đâu, con ếch nó hay ở bèo không hai con ba con cơ. Chỉnh ra tí để ta có thọc thử được. Ta mang giày sao ta vô đây. Không có vợ mà biết thọc. Nói mày đừng có chủ mê nói thế. Đừng có để anh Long nóng á, anh Long nóng là anh Long cho người trận đấy. Chạy về mất dép luôn á. Tí là chạy về đồn xin nước rồi đấy. Đẹp chưa? Con nắng thì nó lại nổi. Con nắng nó lại nổi đẹp nữa nha. Đây này, nhìn đi. Anh lấy nước anh rửa. Bây giờ để anh rửa trên. Anh rửa anh mới thả lại nha. Tội anh em bắt lắm. Rửa bên nước dưới nó sạch hơn nhiều, nước này đục lắm. Không, rửa đất. Đây. Đẹp lắm cả nhà. Cá này, cực kỳ đẹp luôn nha. Đây này. Cái này mà nước sạch mà rửa thì rất là đẹp nha, nhìn này. Đó, cái này vẫy này. Ở dưới màu xanh, còn ở trên cùng thì đây là này. Màu cam cam vàng vàng. Đó, màu cam cam. Ở đây này màu xanh. Mắc đi chú. Kẹp hai ngón tay á. Rất là đẹp luôn nha. Tao xuống. Đấy, cái này thì màu cam, còn cái này thì màu vàng này. Đó. Nhìn đẹp nhỉ. Đẹp nhỉ, cực kỳ luôn. Con này mà đúng là bỏ ở bể là đúng chất lượng luôn. Nó đẹp cực kỳ luôn cả nhà. Con này thì ít vàng hơn này, màu nó nhạt hơn con kia. Ếch đâu. Được không? Sao mà không được. Đâu, ếch đâu. Bé chân nó đi. Từ từ. Ếch to nhỉ. Cá to luôn. Ếch đá luôn. Thế là thơm lấy. Ếch Campuchia. Ếch Campuchia. Ấy lời mơ. Thập luôn em. Thập mày. Trời ơi, anh hai tay đúng là hai tay bắt hai em. Phải vứt lên luôn để mình ở nó trên bờ kia mình mò nó mà cứ trúng không bắt nó nữa. Hay à. Vứt thì đúng rồi. Vứt nó trên bờ đó. Ủa, cái này to này. Đây, cứ để như vậy lát nữa nó lại nhảy xuống nước à? Con này tụi mình sẽ phong sinh nhá. Thả lại về nước. Cái này là cây liêm phượng mọi người. Cái liêm xẹt, cái liêm phượng này.
Đó thì bây giờ anh em mình sẽ lên lấy lá non nó về xào ăn như cả nhà nha. Đó. Cái lá này là ăn được nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thể hiện nha. Bây giờ mình sẽ thèo tay nó nhá. Đấy. Bây giờ thì em nó sẽ lấy xuống thì nó sẽ quay cho mọi người xem nha. Để hơn khí nha cả nhà. Em lựa cành nào là tốt nhất, bổ dưỡng nhất cho sức khỏe mình thì lấy nha. Em lấy cái đọt lá dầu luôn, lát nữa cho anh nha, về anh nướng ăn nha. Cái đó 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 đó. Bẻ hết đi. Bẻ hết đi. Đây cả nhà. Đó, chắc không ai được ăn cái ớt này đâu nha. Cái ớt này, ớt lá dầu này. Thì lát nữa Manet sẽ nướng và giả ăn nha. Đó. Ăn vậy thôi. Đấy. Ăn đồ thiên nhiên luôn. Từ cây cối ban tặng luôn nha cả nhà. Đây cả nhà. Bây giờ thì em nó đã chặt xuống đây mọi người. Cái này là lá non non này. Đó. Lá non này nha cả nhà nha. Luộc này, chấm mắm muối không này, hai là xào này, ba nấu canh này, đều ngon nha cả nhà nha. Bây giờ thì anh em Manet sẽ lấy về, lát nữa thì sẽ xào ăn. Cái này thì ăn rất là tốt cho bào tử nha. Đó, cái này là cây gọi là cây rau rừng tự nhiên, ban tặng cho tất cả dân tộc Việt Nam. Mình là người Campuchia, không phải người dân tộc đâu nha, chà, các bạn nha. Người Campuchia à? Người Campuchia thôi, không phải người dân tộc đâu. Chuẩn bị xuất khỏi đây rồi đấy. Hả? Cho ông Campuchia thử nói vài tiếng thế nào. Người Campuchia nói tiếng Campuchia coi. Không, mình người Campuchia, mình không biết nói đâu. Không biết nói tiếng Campuchia à? Không biết đâu. Nói tiếng Campuchia, biết nói tiếng Việt Nam mình không biết đâu. Thế là bây giờ đang nói tiếng Cam đúng không? Chú chà, người Cam này có khác á. Chắc là ở Việt Nam này chuyên đi móc lốp này mới biết tiếng Cam này. Bây giờ thì thì hai nó cái này nó héo tóp mà. Lát nữa mình nấu nó héo mà. Hôm nay chắc được rồi. Bằng đó sao được, cứ hái nhiều đi, tại vì anh em mình còn ăn chiều nữa chứ, chiều sáng mai nữa, cứ hái được bao nhiêu thì cứ hái. Vứt luôn em, vứt luôn để anh lấy. Đấy. Đây, cái này là nhiều người không biết ăn rồi này, nhưng mà hôm nay người ta Manet sẽ giới thiệu cho mọi người ăn loại ớt này nha. Ớt lá dầu hả? Đó, cái này là quả ớt thiên nhiên nhá. Quả ớt là quả ớt từ cây dầu nha. Đó. Bây giờ thì Manet mới hái được bao nhiêu đây? Đấy, bây giờ thì Manet sẽ mang về mọi người, mang về và thưởng thức. Bây giờ thì mọi người theo chân anh em Manet lại đi tiếp nha. Đi chế biến con ếch. Ăn thịt con cá lóc. Thịt ếch con cá lóc, cá nồng tông kêu. Giờ thì anh em mình đã đi kiếm đồ ăn ở xong xuôi cả nhà. Đó, giờ thì được rau này, cá này, thịt này. Đó, anh em đã đủ gọi là chất lượng luôn. Một buổi sáng mai anh em đi. Và nước đây là nước em pha từ tối này cả nhà. Nó đỡ hẳn nhưng mà nó vẫn còn đục nha cả nhà. Nhưng mà cứ thế mà phát huy sống tạm qua bờ cả nhà. Của anh em sáng nay thì một con sóc này và rau riếc này. Đó, rau này và cá mọi người. Bây giờ thì anh em sẽ chế biến. Cá thì em tính làm gì em? Làm canh chua nhỉ? Làm canh chua đi.
Còn thịt, thịt thì kho nhỉ? Ừ, thịt gì xào cũng được. À, kho với rau nhỉ? Thịt thì kho với rau, cá lóc thì mình nấu canh chua, ếch thì mình nướng. Đi khát quá mọi người. Đây là thành quả nha cả nhà nha. Đấy, con sóc này. Đó, một em sóc và một bầy cá lóc và một rau. Và giờ đang anh em đang nghỉ ngơi uống nước của cây. Cây của cây cẩm cẩm xe. Và thêm cái này là chắc là ít người biết ăn này, thật sự luôn. Hầu như là 99 người là không biết ăn này. Đó, hôm nay thì Manet sẽ cái này Manet sẽ nướng và giá nha. Anh em đã làm bài bản hết này. À, cá lóc này thì anh em Manet sẽ nấu canh chua nha cả nhà nha. Cá lóc này là cá lóc nước mạch. Cá lóc nước vàng nha cả nhà. Và cái này là thịt sóc này. Đó, thịt sóc thì bao ngon luôn nha. Mọi người nhìn thấy thế này là quá chất lượng luôn nha. Thì thịt sóc thì anh em sẽ xào với rau. Đó, sẽ kho, kho với rau nha. Và canh này sẽ là canh nước này. Đó, biểu diễn thôi em ơi. Đấy. Quá đúng bài luôn mọi người nha. Và cái kia thì lát nữa. Ờ, nó ăn mì này. Ờ. Xào vậy là nó không hôi cả nhà. Đó là từ từ bỏ dầu ăn. Nhưng mà con sóc này là nó ít hôi lắm này. Loại sóc kia mới hôi. Cái đầu đầu bếp này là chế biến kiểu khác nha mọi người nha. Còn toàn bộ đầu bếp đều phải bỏ dầu ăn nha. Nhưng đầu bếp này có dầu ăn lại không làm. Đầu bếp này mới đi học từ Dubai. Chú chả, đi học từ Dubai luôn. Đó, nhưng mà nhìn thịt vàng khá là đẹp luôn mọi người. Khá là đẹp mắt luôn này. Ồ, nó có sẵn mỡ. À, bây giờ em mới bỏ mỡ à? Bây giờ mới bỏ. Chú chả. Chào trước. Nó chưa khô nước mình rửa hồi nãy nó hôi. À. Đầu bếp này có nghiên cứu từ nước nào ta? Mới đi học từ Dubai về. Ở Dubai về. Học từ Dubai luôn cả nhà. Đó, còn cái cách bắt nồi nóng như vậy là học từ đâu? Bắt nồi nóng này học từ Itamanet thôi mọi người. Itamanet bắt lửa luôn. À không bé ơi. Lửa này mạnh quá. Ừ, thì em lấy ra bỏ than thôi. Này, ớt của anh này, lát nữa anh mới đốt chứ, nóng nó mới ngon. Lát nữa nguội là nó không ngon mấy, lúc nóng ạ. Cần như vậy thôi. Đó, không bỏ gia vị luôn hả? Gia vị đang giá. Chủ trà. Nhìn nó giống như mình đi ăn chay. Ăn chay mà cứ thấy thịt là chạy hả? Ăn chay rồi thấy thịt là mình ăn thịt luôn. Để xem kiểu anh em mình thả có được con gà không nhỉ? Không được thì tối cũng phải đi săn cho được. Ở đây nhiều gà lắm cả nhà. Nhưng mà tội là anh em không bắt được em nào. Lúc ở nhà nó nét lướt TikTok xem gái nhiều quá. Quên mang ướt. Quên mang. Nhà của bạn đó là xem gái không? Ừ. Thế là không mang ướt cả nhà. Wow. Quá ngon luôn em ơi. Mọi người bỏ ớt bột ngọt muối nhỏ. Bỏ ớt bột ngọt ngon lắm. Nhưng mà quá đã luôn mọi người ơi. Đó. Quá là thơm. Chưa gì mà thơm nhất nách rồi nha cả nhà nha. Đấy chứ. Em biểu diễn canh kia luôn em. Bỏ nước thôi là nấu nước sôi lên là lát nữa mình bắt kiến bỏ thôi. Đó. Nhìn em chế biến là anh sắp nhịn không nổi rồi em ạ. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bỏ rau em mọi người. Nó cũng chín rồi. Là vừa đẹp luôn. Này. Ây da. Sau tự nhiên nha cả nhà nha. Hiện tại là anh em Manet đang thưởng thức cái gì tự nhiên nhất luôn. Đó. Ây, nóng quá, mình phải bưng ra ngoài. Đảo đã.
chảy nước miếng. Hôm qua cả ngày chả được miếng thịt nào hả? Hôm qua giờ này vẫn còn ngủ. Hôm qua nước uống cũng không có luôn. Hôm nay có cả cá, cả thịt, đủ cả rau, có đầy đủ luôn. Đầy đủ chất. Không thiếu chất gì. Chỉ thiếu chất chất cay thôi nha mọi người. Tại vì không có ớt. Đấy, anh em là thiếu ớt. Nhưng không sao. Chúng cố gắng vượt qua kiếp nạn đói này. Chúng ta đã có ớt tự nhiên đã rồi. Mà vô, mà vô. Bây giờ thì chờ món kia thôi cả nhà. Bây giờ thì sẽ lấy nước sôi và đụng lên và lấy kiến bỏ thôi nha cả nhà nha. Đây mọi người, nồi đã sôi rồi đây mọi người. Bây giờ thì anh em mình bỏ cá thôi. Bỏ cá vô thôi mọi người. Cá này là cá đặc biệt nha cả nhà nha. Cá này là ở sông là không có mà ăn đâu. Đó. Chỉ có nước vàng thôi mới có nha. Cá lóc đá. Cá lóc đá gọi là nó ở nước vàng thôi. Đó. Và anh em Manet đã bỏ bắt kiến chua mọi người, kiến đỏ, kiến vàng á. Kiến vàng cả nhà. Ồ, thế là một nồi luôn. Và cái ớt kiến vàng này từ lá cây kia mọi người. Thì Manet đã nướng rồi này. Đó, Manet nướng cả hành tỏi luôn. Đó, bỏ nắp cho em. Ôi giời ơi, đá quá đá luôn. Hoành tráng luôn, ếch nướng này. Ếch thì có một con. Cũng ok rồi. Có còn hơn không? hôm qua quéo quéo luôn, hôm qua hôm nay là đủ món luôn. Đó. Hôm qua ăn chay mọi người, hôm qua chủ nhật. Hôm qua chủ nhật, hôm nay thứ hai hả? Hành này mình đã nướng xong này. Tỏi này. Tỏi thì nướng hai củ này. Đó, và bột ngọt với muối nha. Và cái này là quả lúc lắc nha. Bây giờ thì cái nồi canh chua cá lóc cũng đã chín rồi nha cả nhà, đã sôi rồi. Chắc là ok rồi. Bây giờ thì Manet sẽ bê xuống nha mọi người. Đúng rồi đấy. Anh cũng được. Khi giời ơi. Quá tuyệt vời. Đây cả nhà nhìn đi. Nhìn cá này. Thơm nhức nách luôn mọi người. Ui giời. Mở thế này để nó nguội anh em mình dễ đánh chén này. Đấy, bây giờ thì tới món này mọi người. Đó, món này là món độc lạ Bình Dương nha. Đây, cái lá này. Đó, chắc là ít người biết ăn này. Thơm mùi lá dầu nha cả nhà nha. Khoai lang nghèo hả? Đấy. Mình ở đây nghèo gì nữa. Giàu như gì luôn này. Giàu tình cảm. Tài nguyên này. Đấy. Phong. Cái này thì nếu mà anh chị mà đi lạc trôi hay là gì thì lấy ăn tươi luôn cũng được nha cả nhà nha. Ăn chống đói. Ăn chống đói. Đây. Manet sẽ mời mọi người một miếng nha. Đây. Nó giòn giòn. Làm miếng chát chát. Lúc đói quá thì ăn ok á. Phía. Nói chung là cái này là khuyến khích là lúc đói thôi ăn nha cả nhà nha. Nhưng mà ăn không sao nha. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại anh em Manet thì cũng nhiều lương thực. Với lại ăn nó cũng chát. Nhưng mà lúc bữa mấy năm trước Manet ăn ăn đi với ông già mọi người. Nhưng mà cảm thấy nó ngon. Là Manet ăn kiểu là kim két này, nướng này. Với lại cái này thành ra là không đủ mọi người, không có cơm. Thế là giả.
ăn rất là ngon, chắc là lúc đó đói quá. Hay là đúng rồi, chắc là lúc đó đói quá. Mà bây giờ thì ăn nó gọi là khó, cho nên là Manet cũng sẽ bỏ đi nha. Nhưng mà là ăn được nha mọi người nha. Đấy, cái này là ăn được. Mọi người cứ cứ tin tưởng vào Itamanet nha. Chứ Itamanet là uy tín á. Nhưng mà cái này thì lúc đói quá thì ăn được. Tại vì trước kia thì Manet cũng lấy mật ong rừng á mọi người. Là với lại cây khô á, cây mục khô á, cây xốp cây á. Lấy chấm với mật ong ăn cũng được nha cả nhà nha. Ý là ăn sống để qua ngày, gọi là trong lúc mình lạc rừng hay là sinh tồn hay là đói khát thôi. Đó, cái này là nước mắm thần thánh này. Tâm nha mọi người mình. À, cho anh cái muỗng. Mà nét ăn được vẫn còn sống nhăn răng. À. Nên mọi người cứ yên tâm. Càng ăn rau thì càng bổ rau nha cả nhà nha. Đấy. Đù. Nước chấm thần thánh. Chỉ tội là không có ớt thôi. Cái này là màu đen là do nướng nha mọi người. Nướng ở lửa là nó sẽ thành nhưng mà nó thơm. Anh thử canh chua của mình coi. À. Bà. Cái này thì anh em có mà bay thôi. Đó, bây giờ thì anh em sẽ bê đoạn kia một người mát thì anh em sẽ ăn uống kia nha. Đây mọi người, anh em mình có mang whisky cho mọi người nha. Cái này thì không thể thiếu được trong những cuộc đam mê hành trình. Và anh em Manet, cái này là kiếm cái nấm linh chi không gặp mọi người. Cho nên là anh em mình không được ngâm nha. Và bây giờ thì anh em Manet sẽ... Đổ vào đây này. Đổ cái chén đó. Đổ cái chén này. Được rồi em. Đấy, bây giờ thì sẽ mời thổ địa và tất cả thần linh ban phước và thần linh may vân vân nha. Tuy thịt không nhiều nhưng mà sẽ một miếng thịt. Và bây giờ đi làm cúng nha. Bây giờ làm cúng tại đây luôn. Bây giờ thì đây là mời thi phu phi phạ thi nằm khăn thi sáng thi ta thi đồng thi phu phi phạ thi hạn là nị chặt xây chặt xiêng bài phổ kè phổ nhuôn hay sộc hay man hay đại nọc đại cây đại léo đại sáng đại ngựa đại thăm nhũ nhạt đại kiên con hoặc kiên lăng thì dòng phò pin hạn là nị thi ba thi đông. Bây giờ thì Manet đã làm cúng xong rồi mọi người. Bây giờ thì Manet sẽ cúng Manet nha. Manet cúng cho Manet luôn rồi. Bây giờ thì Manet xin phép cúng Manet trước và mời tất cả anh chị em đang xem video của ta Manet nha. Và mời mấy anh em nha. Ui trời ơi. Luôn à, hôm qua chưa được miếng nào, hôm nay được, cảm thấy nó hôm qua ta chuẩn bị mấy miếng. Đây. Đây là rượu trắng thôi nha cả nhà nha, không được ngâm. Đây, cái tội là không được ngâm này, ngâm thì ok luôn. Mời tất cả mọi người nhá. Uống whisky hung hăng. Đây à, chàng trai mới 16 tuổi đi nghỉ yêu bỏ buồn quá trong vô đường luôn. Đây mọi người, con ve kêu rất là đài luôn, nhiều luôn. Đó, bấm phần này. Đó, bây giờ thì đây là thịt. Cái này thì múc một miếng nha mọi người. Đây là thịt sóc này. Đó, bây giờ thì Manet sẽ mời mọi người nha và được thưởng thức nha, thịt sóc này. Vừa ngon vừa thơm rồi. Thêm rau này. Mời cả nhà nhá. Đúng cái hương khó. Nó hợp khẩu vị lắm. Em thử đi, mời mọi người ăn thử món. Xem có ngon hơn yêu cũ không? Mà sao với lá ai ăn lạ lắm. Chắc là ngon lắm đây. Rồi, ngon hơn ngon. Đúng không? Quá ngon. Đây cho điện thoại uống miếng nè. Tí điện thoại uống sau. Cái này là mời tất cả mọi người và mời
đây, em nha. Đây em thử trước nha mọi người. Nhìn gần tháng ngay rồi. Ôi ôi à. Đã quá. Quá đã luôn mọi người. Đó, cái này thì có rượu này, có mồi này, có anh em này, đã luôn mọi người. Đây thử miếng à. Thịt, ngay thịt. À. Con nhảy. Cả nhà. Cái này thì nó bóng đêm á cả nhà. Cái này nhiều thì anh em mà nó sẽ lột da nó để phơi nha, nhưng mà nó có một con à. À, cố gắng lắm mới được một con nha. Chấm thần thái. À, nước chấm này gọi là nước chấm bóng đêm nha mọi người. Đó, mời mọi người nhá. Đồ rừng cái gì nó cũng ngon. Đồ rừng thì không nên bỏ nhiều gia vị mọi người, càng ít gia vị thì nó càng chất lượng. Nhưng mà không có ớt hay trong người nó sao sao. Không có ớt kiểu như là ban đêm ngủ như không có vợ, thiếu vợ. thiếu cái này một cái thiếu ớt. Ôi quá đã. Cá lóc đá chiên vàng nha mọi người. Wow. Ui dồi ôi. Thịt này mọi người nhìn thịt. Không có xương luôn cả nhà. Cái này thì mọi người hãy thử nhá. Dù chỉ là một lần. Nó cực kỳ bao ngon luôn. Ăn đi mấy đứa. Sẽ uống rượu. À, ăn luôn em, ăn luôn. Rồi rồi. Ăn luôn. Quá đã luôn mọi người. Nghe kìa, mình mời mọi người ăn thịt con ếch ộp. Cái này chắc hôm chắc phê lắm. Ai à. Quá ngon luôn. Đây, ngon lắm nha mọi người. Rau với thịt sóc này thì hết bài luôn. Đủ. Ngon không? Rồi anh em mình lấy rau hơi ít. Lấy nhiều vô. Còn đầy. Bây giờ thì chắc anh em cũng gọi là đánh chén uống nô nê nó sai mọi người. Bây giờ thì hẹn chào mọi người, hẹn gặp mọi người video tiếp theo nha.